Chúng ta lại gặp nhau ở một vlog khác rồi. Và vlog này á, để mình nói rõ hơn những cái mình đã đề cập đến trong những video gần đây. Cái việc mà mình hay nói rằng á, là cái chụp hình quay phim này á, nó thật sự là đơn giản đến mức mà chúng ta không cần phải qua đào tạo trường lớp gì hết cũng có thể bắt đầu cái hướng đi này, như là phát triển thành sự nghiệp. Nó nằm ở kiểu như là bạn sẽ cần có hiểu biết mà và những cái kinh nghiệm nó sẽ tích lũy dần dần trên những cái thực chiến của mình. Và mình khi mình nói ra những điều như thế, nó không có nghĩa là đang đánh giá thấp cái việc cái này, không phải đánh giá thấp cái việc mà cái ngành nghề này luôn. Tại vì thực sự á, để mà muốn ở cái tầm level mà phát triển kiếm tiền từ quay phim chụp hình chuyên nghiệp cũng như là làm kiểu fine art á, làm những cái nghệ thuật cao siêu á, nó không dễ. Và bạn phải tìm hiểu rất là nhiều cũng như là phải học. Tuy nhiên là qua những cái trường lớp chuyên như là kiểu từ phía đại học cơ. Nhưng đó là kiểu khi mà các bạn hướng đến những cái mặt sáng tạo nội dung và hình ảnh, có nghĩa là bạn đã hình dung được cái hướng đi, cái hình ảnh bên trong đầu. Cái đó là cái bạn cần phải học và các bạn tôi luyện cũng như là phát triển cái tôi cá nhân á. Còn về việc mà kỹ thuật chụp hình quay phim á, thực sự nó dễ lắm bạn. Nắm rõ về tam giác ánh sáng, lens nào, thiết bị nào á, bạn dành thời gian tìm hiểu một thời gian ngắn thôi là nắm được hết rồi, có khi vài ngày đến một tuần. Rất là dễ, rất là nhanh, thậm chí là chỉ cần 1-2 buổi đi theo chụp của những người chuyên hướng dẫn là bạn đã nắm được cách sử dụng rồi. Chính vì nó dễ như vậy á, cho nên là một cách vuông có thêm cả chục thợ mới á, là chuyện hoàn toàn bình thường. Và cái này không phải là kiểu đánh giá thấp cái ngành nghề này, mà nó là kiểu sự thật các bạn. Sao mình mở hết ra rồi, như là phải đè à. Phải đè mới mở được ha. Lâu quá không xài con này các bạn quên mất. À, thích chưa? Đây là dòng folding camera nha. Thì việc mà thực tế luôn, cái ngành này á, bạn nếu mà bạn có cái background mà kiểu tiếng Anh một tí á, thì bạn tìm hiểu những cái việc mà sử dụng phần mềm công cụ rất là dễ. Còn nếu bạn không có tiếng Anh, không sao, bạn có thể tìm hiểu về cách thông số chụp quay nọ, tốc khẩu, nó cũng rất là dễ. Mình nghĩ nhiều khi ngồi nhà coi YouTube không, các bạn cũng sẽ nắm rõ được á, là thông số set làm sao rồi, nó dễ thật sự. Nhưng mà nếu mà các bạn mà có thời gian để đi sâu hơn, tìm hiểu về ngôn ngữ hình ảnh, về kiểu cách chụp làm sao á, và cũng như là cách tránh lỗi để chụp á, thì đó mới là cái tốn nhiều thời gian thôi. Chứ thật sự là những cái liên quan tới mà việc mà điều khiển con máy để chụp ra một tấm hình đó, thì nó thực sự rất là dễ. Dễ như kiểu bạn cầm điện thoại lên chụp vậy đó. Nhiều người á, mình thấy á, là họ chụp điện thoại auto thôi, rất là đẹp. Đẹp hơn việc chụp máy ảnh. Tại vì họ vốn dĩ đã có cái tư duy hình ảnh sẵn rồi, có tư duy về bố cục sẵn rồi. Thì máy ảnh á, chỉ là thêm một thiết bị để họ có được chất lượng cao hơn, chuyên sâu hơn và chỉnh tay nhiều hơn thôi. Và tất cả những thứ này á, cho dù là phần mềm hay là những con máy ảnh như thế này, ống kính, body chăng nữa, tất cả đối với mình là công cụ. Và mình cũng hy vọng rằng những người coi kênh của mình và những người đang xem clip này cũng coi những thứ này là công cụ. Và đừng nghĩ đến kiểu như là nó phải là cao siêu thần thánh làm gì. Hiển nhiên á, là những cái người chuyên nghiệp á, họ sẵn sàng đầu tư thiết bị cao cấp hơn, xịn hơn, đắt tiền hơn. Nhưng mà khi lúc đó họ biết là họ cần gì, họ muốn gì. Như mà mình đã nói trong một cái clip trước đây á, là dân chuyên thường sử dụng những con máy đắt tiền như vậy á. Giống như là kiểu mình nói về mảng quay phim, ví dụ quay phim trước đi ha. Tại sao dân quay phim, dân mà kiểu làm phim á, họ ví dụ những con máy to, máy khủng như là máy của Arri, máy của Red, những con máy lên tới cả 100 triệu, ống kính có thể chỉ lên tới 500 triệu, nửa tỷ gì đó, 1 tỷ gì đó, cũng rất là mắc tiền. Tại sao thật ra thì sử dụng Sony như là Epic 3, Epic 30 vẫn quay ra được cái look gần giống như vậy, thậm chí là quay RAW xong về hậu kỳ, nó vẫn có thể gần gần giống được như vậy.
có nghĩa là có rất nhiều lựa chọn để bạn chênh lệch từ vài trăm triệu đến một nửa giá đó, 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 400 triệu và vẫn có thể quay được cảnh đó. Có nghĩa là mình đang nói là ghi lại hình là cái không gian đó, cảnh đó, mọi thứ hoàn toàn là như cô máy cũng làm được. Chắc chắn là điều đó đều hiển nhiên luôn, không thể chối cãi được. Nhưng mà cái quan trọng ở đây á, là ở những cái level cao, làm phim, làm production level, để sắp xếp thời gian để cho từ diễn viên cho tới make up cho tới rapper cho tới tất cả mọi người đơn vị đó có mặt tại cùng một thời điểm cùng một vị trí là một sự sắp xếp tính toán từ trước đó rất là lâu và cũng rất là khó để có được một cái lịch trình hoàn hảo như vậy. Cho nên là khi họ đã có mọi thứ nó kiểu đã được chỉnh chu, đã được sắp xếp như vậy rồi, họ không muốn có một cái lỗi nào bất kỳ xảy ra là do thiết bị và họ muốn được chất lượng tốt nhất đến từ thiết bị. Cái sự khác biệt á ở những cái máy đắt tiền từ vài trăm triệu đến vài chục triệu á là ở khả năng hậu kỳ, khả năng can thiệp của cái file đó. Quay đẹp máy nào cũng làm được hết bạn, nhưng mà khi mà ở những level cao đó họ mới gọi là sao ta, họ cần những cái file chất lượng cao nhất để đảm bảo rằng cái buổi quay đó chỉ diễn ra một lần và không cần phải quay đi quay lại quá nhiều lần. Có nghĩa là trong cùng một ngày hôm đó bạn có thể quay bao nhiêu take cũng được, 49 take cũng được, nhưng đảm bảo là mình sẽ quay tập trung trong ngày hôm đó thôi. Không phải vì lúc mà hậu kỳ mở file ra, file nó có vấn đề, file nó không đủ tốt, là file nó không thể đủ để hậu kỳ được á, khiến cho mình phải quay lại, setup quay lại thì nó vừa tốn kém thời gian, vừa tốn kém tiền bạc và rất khó để tính toán sắp xếp được. Có những KOL, những diễn viên chỉ phù hợp trong một cái khoảng thời gian thứ hai, thứ ba là họ rảnh để quay cái buổi hôm đó. Còn những ngày hôm sau đó họ lại đi theo một dự án khác rồi. Sẽ rất là khó để có thể kêu họ quay tiếp được cái một phần nào đó, kể cả 30 giây hay là 1 phút đi chăng nữa cũng như là sẽ rất là tốn thêm tiền để mà book họ xuất hiện lại trong thời gian đó. Nói chung là để họ đảm bảo được chất lượng cao nhất cho việc hậu kỳ, họ không bao giờ kiểu kiểu như là giống như là bạn sẽ hay có cái tư duy đó là mình sẽ đi một cái chuyến đi du lịch này á, có khi là cả đời mình mới đi một lần thôi, thì mình chi tiền mạnh tay chút xíu đi, thì cũng giống như các bạn vậy, để gọi là có được cái trải nghiệm tốt nhất đúng không, thì cái điều gì sẽ có được chất lượng tốt nhất, chứ không phải á, là quay những cái đó bạn phải sử dụng máy xịn sò mới làm được nha. Nếu bạn tự tin quen với những con như Sony Epic 3 đã quen với file đó rồi và hiểu cái nội dung quay của mình ở mức nào, ở level nào, hoàn toàn xài con đó cũng được, thậm chí là Epic 30 bốn mấy triệu, năm mấy triệu mà làm phim điện ảnh chiếu rạp, chuyện nó hoàn toàn bình thường. Thực sự thì cái kiểu mà công nghệ nó mức mà bão hòa như vậy nó có thể đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu mà mình đề ra ha, hoàn toàn làm được. Nhưng mà ở góc độ của những người chuyên lẫn những người mà kiểu đã lâu năm quen rồi đó, thì sẽ coi tất cả những cái đó là công cụ. Chỉ là đơn giản là những khác biệt là cái người ở level production cao hơn, làm phim hơn, họ có budget, có kinh phí để chi cho những cái mạnh tay đi. Mình có tiền mà tại sao mình không có mua máy tốt nhất, hay là mình không thuê máy tốt nhất, lens xịn nhất mà để làm cho mọi thứ tốt nhất đi. Giống như vậy vậy. Còn khi bạn không có kinh phí, bạn mới bắt đầu, nhưng bạn mang cái tư duy của những người đã có kinh nghiệm, đã có trình độ, và bạn đang hại chính mình luôn. Bản thân bạn không có kinh phí, không có kinh nghiệm, không có trình độ luôn, không có gì hết, nhưng mà cứ trong đầu cứ phải nghĩ là mình phải sử dụng máy đắt tiền nhất mới quay xịn được như họ, mình phải mua đồ lens thiết bị nọ phải mắc nhất đi thì mới được như vậy. Nhưng mà cái đó là không phù hợp với bạn thật sự luôn. Bạn phải đẩy suy nghĩ rằng á là sắp xếp thứ tự ha. Nếu mà bạn xếp 10 thứ làm ảnh hưởng tới sản phẩm của bạn á thì công cụ này á, nó không nằm trong top 10. Mà trong cái top 10 đó nó sẽ loanh quanh chính bạn nhiều hơn và những gì bạn hiểu biết. Cách bạn set ánh sáng làm sao, cách bạn muốn quay cái gì, đầu tư nội dung kịch bản nè, các bạn muốn chụp cái gì, cách chụp ra sao, góc chụp ra sao. Cùng một người mẫu đó, bạn chụp góc chính diện nó khác, chụp góc thấp xuống nó khác, chụp đúng góc mặt người người ta đẹp, người ta quen, nhìn nó khác. Và đúng cái góc mặt mà nó lại xấu, nó lại dìm người ta, thì kể cả người mẫu nổi tiếng hơn nữa thì vẫn sẽ chụp ra những tấm hình xấu. Và khi mà chụp ra những tấm hình xấu do góc xấu, do những cái con người quyết định như vậy á, thì không một thiết bị đắt tiền nào trên thế giới này có thể cứu bạn trong những trường hợp như thế. Thực sự, trừ khi là dùng AI Photoshop rồi ghép mặt rồi chỉnh sửa manipulate 100% tấm hình luôn. Cái đó thì không nói ha. Cho nên á, bạn mà muốn đi theo nghệ thuật này á, thì mình thấy
cái công cụ để chiếm phần trăm rất là nhỏ, mà nó nằm hoàn toàn ở tư duy hay là sáng tạo của bạn. Tư duy thứ nhất là bạn phải biết vị trí của mình ở đâu, biết mình đang ở level nào, bạn cần thiếu cái gì và cải thiện cái gì. Chứ không chỉ mà chỉ có suốt ngày theo dõi những cái group mà diễn đàn, máy chụp hình, quay phim rồi cứ nghĩ là mình phải có những thiết bị y như người ta, mình phải bỏ thêm tiền nâng cấp liên tục thì mình mới có được sản phẩm tốt như vậy. Đó là sự thật mà kiểu như là rất là khó nghe với những cái bạn mà đã kiểu đã mới mà kiểu chi khá nhiều tiền hay như cái máy đắt tiền rồi đó. Bạn nó sẽ vô comment bảo là ủa như vậy bỏ 60-70 triệu ra mua con máy gì, nói như vậy thì kêu tao phí tiền hả? Đúng, máy đắt tiền máy xịn sẽ phí tiền trong những người không có trình độ, trong tay những người không có trình độ đi cầm những con đó thì chúng sinh bình đẳng hết. Mà con dao mà kiểu 200.000 hay là con dao 200 triệu á, trong tay những người không biết xài, nó hoàn toàn thật sự là nó phí phạm, không để làm gì hết. Cho nên á, tại vì mình thấy là bây giờ cái chuyện thuê thiết bị nó cũng dễ, nên á là bạn đang phân vân hay là cứ bị lập chìm trong cái suy nghĩ mà cứ phải nâng cấp thiết bị á, thì đầu tư thuê thử vài ngày, thuê thử một ngày một buổi gì đó, xem những thiết bị đó trong tay mình nó có tạo sự khác biệt thật hay không. Phải là mình đang kiểu copying mechanism, mình đang thao túng chính mình rằng là mình xài cái đồ xịn thì nó sẽ xịn hơn không? Chứ mà kiểu cứ cứ kiểu hình dung tưởng tượng rồi tự đặt ra cái suy nghĩ là do mình chụp không tốt, mình quay không tốt là do thiết bị mình chưa đủ ngon á, thì mình sẽ cứ mắc kẹt mãi á một cái tầm level đó mà không thể đẩy cao lên được nữa, đúng không? Chuyện thiết bị thì mình nói nhiều rồi, và cũng như là nội dung đầu của clip này, cái việc sử dụng thiết bị, làm chủ thiết bị hay là phần mềm á, nó dễ. Các bạn nên tập trung nhiều hơn vào khả năng sáng tạo, quay gì chụp gì, quay làm sao chụp làm sao thì nó khó có gì gọi là sao ta, nó không có khó gì kiểu ghê gớm hết, cao siêu hết. Nhưng mình thấy giống như mấy bạn mà làm vlog lên tới cả triệu view hay là có cả sự nghiệp, có cả danh tiếng á kiểu rồi á, thì họ cũng bắt đầu quay với những con điện thoại rất là bình thường, rất là rẻ tiền, nhưng mà cái nội dung họ hay, họ đẩy cái đó lên, họ phát triển lên. Mà kể cả kiểu như bạn đi cày dịch vụ cũng vậy, họ không có soi rằng là bạn xài thiết bị gì, mà sẽ soi rằng sản phẩm bạn chụp cái gì, chụp có đẹp không, quay có đẹp không. Chỉ có anh em trong nghề với nhau mới suốt ngày soi thiết bị dùng cái gì thôi, còn chứ thực tế thì khách hàng chỉ quan tâm sản phẩm cuối mà.